He needs to hear it. I forgive you, Dad. Your tears are nổi tiếng trong vai một nhà tâm linh. He says, God bless you and keep you. Phạm sai lầm khi thách thức tên sát nhân hàng loạt. Cái giá phải trả là mạng sống của vợ và con gái. Trong trò chơi trí tuệ với kẻ thù ác, Pattrick Jane có tìm ra sự thật. Thám tử đại tài phát sóng liên tục 4 phần, 19 giờ thứ 5 đến thứ 7 trên VTV6.